Xin kính chào quý vị và bà con. Những ngày gần đây thì ngư dân ven biển xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh đang vô cùng phấn khởi. Dù mới đầu mùa nhưng sản lượng cá trích đánh bắt được khá nhiều. Hơn nữa, đây lại là thời điểm cá trích giàu chất dinh dưỡng nhất trong năm nên được các thương lái thu mua với giá cao, mang lại nguồn thu nhập khá cho ngư dân. Bà con có thể yên tâm là thời tiết ở vùng biển Hà Tĩnh cũng như là toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ đang có xu hướng tốt, không ảnh hưởng đến việc ra khơi và đánh bắt trên biển. Dự báo là từ nay đến 2-3 ngày tới thì trời sẽ tiếp tục là ít mưa, gió khoảng là cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thì trên 10 km và độ cao sóng là không quá 1m50. Đến các ngày mùng 7, mùng 8 tháng 4 thì gió sẽ chuyển hướng đông đến đông nam ở mức là cấp 3, cấp 4. Tàu thuyền đang hoạt động ở các vùng biển ven bờ Trung Bộ, từ khu vực Bình Định trở xuống đến Ninh Thuận thì cũng được thời tiết ủng hộ. Dự báo là chiều nay gió ở đây chỉ khoảng là cấp 4 và độ cao sóng là từ 0m50 đến 1m50. Mưa chỉ xảy ra ở vài nơi và rất nhanh, tầm nhìn xa luôn trên 10 km. Còn ở ngư trường xa bờ như là Bắc Biển Đông và quanh khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì dự báo là chiều nay trời ít mưa, gió ở đây khoảng là cấp 4 đến cấp 5. Riêng ở phía đông của khu vực Bắc Biển Đông thì bà con lưu ý là gió sẽ có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và sóng biển cao không quá 2 mét. Từ ngày 7 tháng 4 thì cường độ gió sẽ giảm dần. Với khu vực quanh huyện đảo Trường Sa thì chiều nay trời có mưa vài nơi, gió ở đây khoảng là cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km và độ cao sóng là từ 0m50 đến 1m50. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.